bạn, mình là Cao Tiên. Hôm nay mình sẽ tiến hành setup một chiếc bể thủy sinh nano với phong cách là natural. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh thủy sinh của mình. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ dán phong nền phía sau cho chiếc bể và tiến hành là lắp đặt chân đàn. Ở đây mình dùng chiếc bể là 36, kèm đó là bộ đế chân đàn. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn, đó là lũa, đây là lũa trôi giạt mình đã chà sạch sẽ rồi. Tiếp theo đó là đá cội đen, và một phần không thể thiếu trong chiếc bể thủy sinh đó là cây. Ở đây mình tất cả các loại cây mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi để quá trình setup mình đã thuận tiện và nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành là sẽ dán phong này. Tiếp theo là mình sẽ trải phân này. Ở đây mình sử dụng 3 loại, đó là nhôm thạch để tạo giá thể vi sinh, cốc nền Owa Basic Lead để tạo dinh dưỡng, và nền là cần tươi soi. Tiếp theo của mình là sẽ là tiến hành thực hiện bố cục. Mình sẽ sử dụng những nhánh lụa đã chuẩn bị sẵn. Layout cho chiếc bể nano của mình đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành việc là dùng tâm tre để định vị cái phần cây ở trong bố cục và tiến hành cắm cây cho chiếc bể.
Trước tiên mình sẽ sử dụng quyết tông lăng mini để tạo điểm nhấn. Đây là một loại cây màu đỏ, mọc khá là thấp. Ở đây mình có đánh dấu sẵn là có 3 vị trí. Ra mình có sử dụng thêm một ít quyết tâm lăng lớn để kết hợp với quyết tâm lăng mini để tạo độ chuyển hơn cho bố cục. Theo mình sẽ cắm cây này, ở đây mình sử dụng là chân châu nhặt, sử dụng là những tam te để khoanh vùng. Đây mình sẽ cắm ở những vùng đây. Đang sang với phần chân châu nhập để tạo sự hoang dại hơn cho bố cục. Đây mình sử dụng là cây Rosetta xanh bò. Tiếp theo là một dòng cây mới, dòng cây này ở Việt Nam, đây là lung thảo đỏ. Và loại cây cuối cùng là mình sử dụng là cỏ na rong. Cỏ này khi vào nước, sau một thời gian phát triển ấy, thì nó sẽ tạo vồn và nó tạo độ cuốn hơn về chiều sâu cho bố cục của mình. Xung đá riêu, đá đã buộc riêu sẵn vào những khe. Tùy vào cái layout mình có thể bố trí ở những vị trí khác nhau. Ở đây mình sẽ bố trí ở những cái khe gần ở tiền cảnh và gần những vị trí đá và lũa. Đối với một chiếc bể nano thì chúng ta sẽ cần một chiếc lọc cũng nano. Ở đây mình sử dụng phiên bản lọc là Phi 100. Đây các bạn thấy hình dung ở bên trong. Thank you.
cuối cùng Cao Tiên đã giúp Luân hoàn thành bể bể sinh nano tăng phong cách natural. Thì hy vọng cái tư liệu này sẽ giúp cho mọi người có thêm kinh nghiệm giống như là để hoàn thiện cái hồn của mình hơn. Nếu các bạn thích cái phong cách này hoặc là video này thì mong mọi người ủng hộ kênh của tụi mình. Cảm ơn mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn.